Xin kính chào các bậc phụ huynh, cô thân ái chào các con. Cô con mình lại được gặp nhau trong hoạt động nâng cao về toán đề tài điểm lên 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4, nhận biết nhóm chữ số 4. Để học tập thêm vui, cô con mình cùng hát và vận động bài hát tập đếm nhé. Cùng ra đây ta hát chung một bài nào nào các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều, một với một là hai, là hai thêm hai là bốn, là bốn với một là năm, là năm ngón tay sẽ đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào nào các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều, một với một là hai, là hai thêm hai là bốn, là bốn với một là năm, là năm ngón tay sẽ đều. Vừa rồi, cô con mình vừa hát và vận động theo bài hát tập đến rồi, phải không nào? Bây giờ, chúng mình cùng đến với hoạt động 1, ôn số lượng trong phạm vi 3. Các con hãy quan sát trên màn hình, xem cô có hình ảnh gì? À, đúng rồi, là hình ảnh các bạn đang tập chạy. Vậy các con hãy đếm cùng cô xem có bao nhiêu bạn nhỏ đang chạy. 1 2 Tất cả có 2 bạn nhỏ. Tương đương với thẻ số mấy nhỉ các con? À đúng rồi, đó là thẻ số 2. Hình ảnh tiếp theo là gì nhỉ? À là bạn gái đang tập thể dục đấy. Vậy có bao nhiêu bạn gái đang tập thể dục? Đúng rồi, có một bạn đang tập thể dục, tương ứng với thẻ số mấy nào? Vậy là tương ứng với thẻ số 1 đấy các con ạ. Tiếp theo, cô có hình ảnh gì nữa nào? Là các bạn đang chơi đá bóng đấy. Các con hãy đếm cùng cô xem có bao nhiêu bạn đang chơi đá bóng. 1 2 3 Tất cả có 3 bạn. Tương ứng với thẻ số mấy nào các con? À, là thẻ số 3 đấy. Vừa rồi, cô và các con đã tham gia hoạt động 1, ôn số lượng trong phạm vi 3. Bây giờ, cô mời các con cùng tham gia hoạt động 2, đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4, nhận biết chữ số 4. Cô mời các con. Nội dung 2, đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4, nhận biết chữ số 4. Các con hãy quan sát trên màn hình xem cô có hình ảnh gì? À, là các bạn nhỏ và những hộp sữa đúng không nào? Bây giờ, cô sẽ xếp các bạn nhỏ thành một hàng ngang từ trái sang phải. Còn các hộp sữa, cô xếp phía dưới các bạn nhỏ sao cho mỗi bạn nhỏ có một hộp sữa. Các con hãy quan sát và cho cô biết nhóm số lượng bạn nhỏ và số lượng hộp sữa như thế nào với nhau. À, số lượng không bằng nhau đúng không nào? Số bạn nhỏ nhiều hơn, và nhiều hơn là mấy nhỉ? À, nhiều hơn là 1 đấy. Vậy số lượng hộp sữa và các bạn nhỏ thì sao? Số lượng hộp sữa ít hơn số lượng các bạn nhỏ đúng không nào? Và ít hơn là mấy nhỉ? Đúng rồi, ít hơn là 1 đấy. Các con sẽ làm như thế nào để số lượng hai nhóm bằng nhau? Còn cô sẽ thêm một hộp sữa cho bạn nhỏ. Số lượng của hai nhóm đã bằng nhau chưa nào? Chúng mình cùng đếm với cô xem có bao nhiêu bạn nhỏ và bao nhiêu hộp sữa nhé. 1 2 3 4 Tất cả có 4 bạn nhỏ. Còn số lượng hộp sữa thì sao nhỉ? 1 2 3
4 hộp sữa. Tương ứng với 4 bạn nhỏ và 4 hộp sữa, cô dùng thẻ số 4. Các con hãy đọc số 4 cùng với cô nào. Số 4. Số 4. Số 4. Các con hãy đếm cùng cô xem số lượng các bạn nhỏ có đúng là 4 không nhé. 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 bạn nhỏ. Và số lượng hộp sữa nào? 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 hộp sữa. 4 hộp sữa. Cô bớt 2 hộp sữa, còn 2 hộp sữa. 2 hộp sữa còn lại các bạn đã uống hết rồi. Vậy là không còn hộp sữa nào đúng không? Đã đến giờ chúng mình được bố mẹ đón về rồi đấy. Chúng mình cùng xem các bạn nhỏ đi về nào. 4 bớt 1 còn 3 bạn. 3 bạn bớt 1 bạn còn 2 bạn. Và 2 bạn, 1 bạn được mẹ đón về, còn 1 bạn đấy. 1 bạn được bố đón về rồi. Vậy là các bạn đã được bố mẹ đón về hết rồi đấy. Tiếp theo, cô có hình ảnh gì nào? À, đây là những quả bóng đá sẽ giúp các con rèn luyện sức khỏe hàng ngày đấy. Các con hãy đếm cùng cô xem có bao nhiêu quả bóng nhé. 1 2 3 4 Tất cả có 4 quả bóng. Tương ứng với số lượng 4 quả bóng, cô đặt thẻ số 4. Các con hãy cầm thẻ số 4 và đọc cùng cô nào. Số 4. Số 4. Tiếp theo, cô có hình ảnh những quả ổi này. Những quả ổi cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng mình. Chúng mình cùng đếm xem có bao nhiêu quả nhé. 1 2 3 4 Tất cả có 4 quả ổi. Tương ứng với số lượng 4 quả ổi, cô đặt thẻ số 4. Các con cùng cầm thẻ số 4 và đọc với cô nào. Số 4. Số 4. Cô và các con vừa tham gia hoạt động đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4, nhận biết chữ số 4 rồi phải không nào? Bây giờ cô còn mình cùng tham gia trò chơi. Trò chơi mang tên Bé Nhanh Trí. Chào mừng các con đến với trò chơi số 1. Các con hãy chọn và khoanh tròn vào nhóm có số lượng là 4 nhé. Trên màn hình cô có hình ảnh củ su hào, quả cà chua và quả táo. Các con hãy tìm nhóm có số lượng là 4 và khoanh tròn nào. Cùng kiểm tra kết quả với con nào. Vậy là nhóm cà chua có số lượng là 4 đấy. Chúng mình cùng đếm xem có bao nhiêu quả cà chua nhé. 1, 2, 3, 4. Tất cả có 4 quả cà chua. Và chúng mình dùng thẻ số mấy nào? À, là thẻ số 4 đấy. Hình ảnh tiếp theo là những quả cam, củ cà rốt và quả na. Cô mời các con khoanh tròn nào. Chúng mình đã chọn xong chưa? Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Vậy là nhóm cam có số lượng là 4 đấy. Chúng mình cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 quả cam. Và chúng mình dùng số 4. Các con rất là giỏi. Cô khen tất cả các con. Xin mời các con tham gia trò chơi số 2. Cách chơi, các con hãy nối nhóm có số lượng 4 với chữ số 4. Trên màn hình cô có thẻ số 4 và những hình ảnh hộp sữa, quả táo, những chiếc bút màu, những quả bóng đá, bông hoa và những chiếc mũ. Cô mời các con hãy tìm và nối nào. Các con đã tìm xong chưa? Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Vậy là nhóm sữa, nhóm bút màu, quả bóng và bông hoa có số lượng là 4 đấy. Để kiểm tra chính xác nhất, cô con mình cùng đếm số lượng của các nhóm đã chọn nào. Đầu tiên là nhóm sữa.
1, 2, 3, 4, tất cả là 4 hộp sữa. Tiếp theo là nhóm bút sáp, 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 cây bút. Tiếp theo là nhóm quả bóng nào, 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 quả bóng. Và cuối cùng là nhóm bông hoa, 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 bông hoa. Chúc mừng các con đã hoàn thành trò chơi. Các con ơi, với hoạt động làm quen với toán ngày hôm nay, cô và các con đã cùng tham gia hoạt động đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4 và nhận biết chữ số 4 rồi phải không nào? Cô tin rằng các con sẽ đếm thành thạo số lượng trong nhóm này. Các con ạ, khi các con nghỉ ở nhà phòng chống dịch bệnh, ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và luyện tập thể dục thể thao, thì các con hãy học bài và nhờ bố mẹ chụp ảnh gửi cho cô nhé. Giờ học của cô Con Minh đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào các con.